Xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Vượng Hạnh TV nha. Như thường lệ thì Vượng Hạnh xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời chào thân thương đến toàn thể quý vị. Xin được kính chúc cho toàn thể mọi người trong và ngoài nước luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, được hạnh phúc và được bình an cho cuộc sống. Đến với những cái thông tin mới nhất ngày hôm nay thì mình cũng xin được cập nhật đến toàn thể các quý vị và các bạn một số cái thông tin tiếp theo liên quan tới đàn con của anh Nguyễn Quỳnh. Quý vị, như mọi người cũng đã biết, đêm ngày 18 tháng 1 tức là đêm ngày qua thì Mạnh Quỳnh cùng với đàn gà con đã có rất là nhiều những cái bài hát hay để gửi và hát đến toàn thể các quý vị khán giả. Và đàn gà con cũng đã được biểu diễn cùng với ba mẹ Quỳnh của mình, đã đem lại cho khán giả rất là nhiều những cái cảm xúc. Thật sự là quý vị khán giả cảm thấy rất là vui mừng khi mà đến tại phòng trà Đồng Dao để xem anh Mạnh Quỳnh cùng với đàn gà con biểu diễn. Thưa quý vị và các bạn, thì ngay sau khi cái live show kết thúc thì bé Tuyết Nhung cũng có đăng tải một vài cái thông tin lên trang cá nhân của mình, và sau đây thì em cũng xin được cập nhật đến toàn thể các quý vị và các bạn trong và ngoài nước để cho tất cả quý vị chúng ta cùng lắng nghe những cái thông tin mà bé Tuyết Nhung đã đăng tải lên trang cá nhân của mình nha. Mỗi năm mình đều có những ký ức đẹp, cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương ba mẹ và yêu thương chúng em ạ. Trân trọng tình yêu thương của cả nhà và trân trọng hai đứa con tinh thần mà ba đã tin tưởng trao tặng cho con gái. Trả lại tình anh và xin anh đừng hứa đã có được 1 triệu view. Và bé Tuyết Nhung cũng đã gắn rất là nhiều những cái link ở bên dưới này để quý vị chúng ta có thể vào xem cũng như là theo dõi quý vị. Và cảm ơn các quý vị khán giả rất là nhiều, đặc biệt là trong buổi tối ngày hôm qua, đàn gà con cũng đã nhận được rất là nhiều những tình yêu thương của quý vị khán giả. Và cảm ơn, chúc cho mọi người luôn được mạnh khỏe, bình an và luôn được may mắn trong cuộc sống. Đó là một số cái thông tin mà bé Tuyết Nhung đã đăng tải lên trang cá nhân của mình, cũng là để mong muốn có những cái lời cảm ơn đến quý vị khán giả đã luôn theo dõi và ủng hộ cho đàn gà con trong suốt cái hành trình dài trong qua. Thưa quý vị, thì bé Tuyết Nhung đã đăng tải cái dòng trạng thái như vậy, và tiếp theo đó là những cái thông tin mà bé Thiên Ngân cũng đã đăng tải trên trang cá nhân của mình và cũng đã gửi lời để cảm ơn tới tất cả mọi người đã tới để ủng hộ cũng như để ủng hộ cho đàn gà con trong buổi tối ngày hôm qua. Không biết viết các tion gì cho những tấm ảnh dễ thương này nữa. Thế là ba con tụi em kết thúc show diễn thành công tốt đẹp. Lần này ba Quỳnh về không được lâu nên là lại hẹn gặp ba một ngày gần nhất. Đi dạo vô cái được chụp chung với nguyên dàn Nguyễn Nam của Hà Luân ca ca. Cảm ơn khán giả hôm qua rất nhiều đã đến ủng hộ cho chúng em. Quý vị hãy cố gắng tiếp tục ủng hộ cho chúng em nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Đó là những cái thông tin mà bé Thiên Ngân đã đăng tải lên trang cá nhân của mình cùng với những bức hình cực kỳ là đẹp chụp với ba Mạnh Quỳnh cũng như Trường Sang và Trường Huy đó mọi người. Thì ai cũng vậy thôi, thưa quý vị, đã làm ca sĩ thì đương nhiên là phải có khán giả. Thì các quý vị khán giả cũng đã ủng hộ cho đàn gà con, vừa ủng hộ cũng như là những cái bức tường vững chắc để cho đàn gà con lúc nào cũng được nương tựa, cũng được sự ủng hộ mạnh mẽ của quý vị khán giả, để cộng thêm những cái tinh thần để cho các bé có thể vượt qua tất cả những cái giai đoạn khó khăn, thưa quý vị. Và anh Mạnh Quỳnh thì ngay sau những cái live show cũng có rất là nhiều những cái món quà mà được mọi người đã trao tặng cho Mạnh Quỳnh, và cũng đã trò chuyện với Mạnh Quỳnh rất là nhiều, thưa quý vị.
là nhiều, thì cũng mong sao Bệnh Quỳnh Út gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các quý vị khán giả đã luôn theo dõi và ủng hộ cho Mẹ Quỳnh cũng như cho đàn cá con, và tiếp thêm những động lực lớn mạnh để cho Mạnh Quỳnh tiếp tục viết ra những bài hát thật là hay, thật là ấm áp để mà gửi gắm đến tất cả chúng ta. Thì dẫu biết rằng đã chuẩn bị hết năm 2023 thưa quý vị, thì cũng chuẩn bị đón năm mới, thì mình cũng rất là mong mọi người chúng ta bỏ hết qua những cái thị phi, những cái câu chuyện nó không đáng có, để sang năm 2024 để chúng ta nhận được về tất cả những tình yêu thương của tất cả mọi người, để mà hãy yêu thương nhau, hãy cho nhau những cái lời hay, ý đẹp, hãy cho nhau những cái nụ cười thật là tuyệt vời, những cái tình thương ấm áp, để mà trong cuộc sống này chúng ta có được những cái nó vui vẻ hơn và nó tràn hòa hơn nữa quý vị. Thì hôm qua các bé rất là vui khi mà gặp được ba Mạnh Quỳnh và được biểu diễn cùng với ba Mạnh Quỳnh. Mỗi lần về Việt Nam thì thật sự các bé rất mong điều đó, và tối qua thì các bé cũng đã được biểu diễn cùng với ba, thật sự rất là vui. Còn thưa quý vị thì tối nay sẽ được tiếp tục, anh Mạnh Quỳnh sẽ tiếp tục biểu diễn để mà diễn cái live show tiếp theo vào ngày 19 tháng 1, tức là trong cái buổi tối ngày hôm nay, đó là Lâu Đài Tình Ái, có Vinh Sử, Trần Thiên Thanh đó, và Rách Long và Ánh Bùi, vào lúc tức là vào ngày 19 tháng 1 tối nay, quý vị, vào lúc 21 giờ đó, nhưng mà hôm nay cũng đã là thứ sáu rồi thưa quý vị. Thì mong các quý vị chúng ta hãy chờ đón những cái live show thật tuyệt vời được diễn ra, để mà tiếp tục Mạnh Quỳnh cống hiến nốt cái live show này cống hiến cho mọi người, và sau đó anh sẽ trở về California, nơi quê nhà với vợ với con với quý vị. Thì thôi, mình cũng chỉ biết rằng là cập nhật đến quý vị thôi, các con ai ủng hộ cho Mạnh Quỳnh điều đó là chân quý, còn ai không ủng hộ thì mọi người hãy hoan hỉ và đừng nói vượng hạnh nha, mình chỉ biết cập nhật tin tức thôi ạ. Còn ngày hôm nay thì quản lý Diễm Phạm đã đăng tải những cái một số những câu nói lên trang cá nhân của mình. Tối nay mình tiếp tục đi xem anh Mạnh Quỳnh nhé, ai đi với em cho nút like hì hì. Thì quản lý Diễm Phạm tối ngày hôm qua này đã phát trực tiếp rất là dài thưa quý vị. Quản lý Diễm Phạm đã phát trực tiếp hơn 2 tiếng đồng hồ, và cũng có rất là nhiều quý vị cũng đã chờ đợi và được xem cái chương trình của quản lý Diễm Phạm. Tôi thì mong muốn cho quý vị là chúng ta sẽ luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Nếu có những cái tin tức gì mới thì được mạnh cập nhật được thì mình sẽ đăng tải cho mọi người cùng xem. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.